Đại Phụng đã canh nhân chương 1271, quốc sư truyền tin một. Lúc này, Sài Hiền ngẩng đầu nói, có thể cởi bỏ dây thừng của ta không? Hắn vẽ mặt tràn đầy bình tĩnh, giọng điệu cũng tỏ ra không một gợn sóng, tựa như sớm có quyết đoán. Hứa thất an rút ra thái bình đao, ánh đao chợt lóe, dễ dàng chém đứt pháp khí dây thừng. Sài Hiền hướng hắn gật đầu, nhẹ nhàng nói, ta phạm sai lầm, ta sẽ lấy mạng chuộc tội. Hắn nói rất đúng, ta quá yếu đuối, trước nay không dám trực diện bản thân. Hắn này, chỉ là một tầng nhân cách khác. Ta năm ấy 8 tuổi, mẫu thân chết bệnh, liền bắt đầu ăn xin mà sống, nhận hết ức hiếp, lúc đói điên rồi, thậm chí phải tranh đồ ăn với chó. Lúc khó chịu đựng nhất, hận không thể tự mình lập tức chết đi, chết cũng là một loại giải thoát. Ta không có lúc nào là không thống hận cha đẻ. Về sau nghĩa phụ tìm được ta, mang ta dẫn về Sài Gia. Hắn nghiêng đầu, nhìn sài lam bên cạnh nở nụ cười ôn hòa ta đã tìm được ý nghĩa sống sót đáng tiếc đây chỉ là hoa trong gương trăng trong nước sài hiền vương bàn tay muốn chạm đến gò má sài lam bàn tay vương đến một nửa liền cứng ngắc ở giữa không trung nếu có thể trở lại quá khứ ta sẽ không vào sài gia tình nguyện đời này chưa từng gặp được muội cái tay cứng ngắc ở giữa không trung thu về vỗ lên mi tâm của mình phành trong tiếng nước xương cùng với tiếng thét chói tai của sài lam thân thể sài hiền chợt cứng đờ hốc mắt tràn ra máu tươi sau đó mềm nhũng ngã xuống đất một luồng long khí tráng kiện từ trong cơ thể sài hiền bay ra dương nanh múa vuốt lao về phía nóc nhà muốn rời khỏi nơi này khoảnh khắc long khí thoát ly ký chủ tịnh tâm như có cảm ứng ngẩng đầu nhìn phía xa nhà người khác nhao nhao ngẩng đầu thấy luồng long khí nửa trong suốt nửa chân thật này khác với luồng long khí nhỏ tan vỡ Chính đạo long khí cực kỳ quan trọng là có thể bị nhìn thấy. Long mạch hình thái đầy đủ, lúc trước từ dưới lòng đất bị hút ra, dân chúng kinh thành từng thấy không biết có bao nhiêu người. Nhưng sau khi tìm được ký chủ, long khí liền không thể thấy nữa. Hứa Thất An sớm có chuẩn bị, cách áo bào, gõ nhẹ mảnh vỡ địa thư giấu ở bụng, môi khép mở, niệm chú ngữ. Lùng long khí ý đồ lao ra khỏi phòng, trời khỏi nơi đây bị một lực lượng vô hình hút, phát ra trích gào không thành tiếng không cam lòng chui vào mảnh vỡ địa thư. Cái này ở trong mắt người ngoài, chính là long khí tự động lựa chọn hứa thất an trở thành ký chủ. Luồng long khí này của Sài Hiền chui vào mảnh vỡ địa thư, lập tức dung hợp cùng một luồng long khí khác bên trong, chiều dài thân thể chưa có biến hóa, nhưng càng thêm ngưng thực. Đồng thời, phạm vi radar của hứa thất an cũng tăng gấp bội, hôm nay đã có thể bao trùm một phần ba phạm vi thành tương châu. Nếu có thể bao trùm một phần ba tương châu thì tốt rồi hắn không thực tế nói thầm một tiếng sau đó nhìn về phía sài hiền thở dài đối với sài hiền mà nói giết cha giết chóc vô tội nhất là một nhà ba người nhị nha chân tướng này quá mức tàn khốc khi hắn tỉnh ngộ tất cả đều là mình gây nên trong lòng đã bắt đầu sinh ra ý tìm đến cái chết mà đối với hứa thất an mà nói nhân cách phân liệt không chủ quan phạm tội không thể xét theo lẽ thường nhưng án diệt môn thôn nhỏ chính là sài hiền làm bệnh tâm thần giết người cũng là giết người thương tổn tạo thành sẽ không thay đổi hắn cũng chưa bởi vì bệnh tâm thần mà tha thứ sài hiền căn cứ vào tâm lý phức tạp như vậy hứa thất an không ngăn trở sài hiền tự sát sài lam gục ở trên người sài hiền khóc khàn cả giọng thiện ác có báo nhân quả tuần hoàn hứa thất an tiếp theo nhìn về phía một đầu sỏ gây nên khác hỏi sài hạnh nhi thượng cấp của ngươi là ai sài hạnh nhi lắc đầu ta không biết hạ cấp không biết thân phận thượng cấp, đây là quy củ thiên cơ cung. Giữa cấp cao thấp, lấy thư lui tới, nếu có việc gấp, thì thông qua bồ câu đưa tin truyền thư. Trong phủ có bồ câu đưa tin, tiền bối nếu muốn biết thượng cấp là ai, có thể truy tung bồ câu đưa tin. Ta chưa từng thử đi tìm kiếm thân phận thượng cấp, nhưng ta đoán, đích đến bồ câu đưa tin, quá nữa không phải chỗ ở của thượng cấp ta. Hạ cấp không biết thân phận thượng cấp, nhưng thượng cấp quá nữa là biết thân phận hạ cấp của mình, phụ trách tìm kiếm tình báo khu vực đó hứa thất an trầm ngâm nói không có phương thức liên lạc khẩn cấp khác sài hạnh nhi lắc đầu đây là phòng ngừa có cơ sở ngầm rơi vào tay kẻ địch sẽ bị nhổ tận gốc liên lụy rất rộng khuyết điểm là rất dễ dàng tạo thành tình báo lạc hậu hứa thất an nói tiếp nói về tình huống thiên cơ cung cơ sở ngầm của thiên cơ cung chia ra cửu phẩm ta là ngũ phẩm mật thám hạ cấp là hai mật thám tứ phẩm đều ở trương châu hạ cấp của hạ cấp ta cũng không biết đây cũng là quy củ của thiên cơ cung chỉ có thể biết thân phận hạ cấp lệ thuộc trực tiếp sài hạnh nhi không giấu giếm ở dưới lực lượng của giới luật nói ra tình báo theo sự thật đều là những tiểu lâu la không đáng lãng phí tinh lực cùng thời gian đi lùng bắt trái lại thượng cấp của sài hạnh nhi đáng giá ta ra tay hứa thất an nghĩ đến đây nhìn thoáng qua các tăng nhân phật môn không được phải mau chóng rời khỏi trương châu độ nang kim cương nói đến là đến còn có thể có la hán nơi đây không nên ở lâu ngươi là như thế nào trở thành cơ sở ngầm của thiên cơ cung hứa thất an hỏi ra một vấn đề cuối cùng hắn chủ yếu là tò mò cơ sở ngầm là bồi dưỡng như thế nào như thế nào thu phục cơ sở ngầm cam tâm tự sát một điểm này ngụy công cùng kẻ không đáng làm người đều là nhân tài kiệt xuất trong ngành sản xuất ngụy công đã mất không thể hỏi nữa Kẻ không đáng làm người trái lại ước gì hắn đi hỏi Thuận thế cho hắn một chiêu kiếm trong tay cha hiền Chém trên người con trai Hứa thất an chỉ có thể chọn dùng loại phương thức vu hồi này Hằng âm chấp hai tay Nói, không nói dối Thời gian giới luật đã trôi qua Cần hắn thi triển một lần nữa Trong lòng Sài Hạnh Nhi rất kháng cự Nhưng miệng rất thành thật Đó là 10 năm trước Ta còn chưa lấy chồng Chỉ là đại tiểu thư Sài Phủ Năm ấy giữa hè ta ở trong sân tu hành bỗng nhiên nghe thấy có người cười nói tiểu nha đầu tư chất không tệ đó là ta lần đầu tiên nhìn thấy cung chủ hắn mặc áo trắng như tuyết công khai đứng ở trong sân mà nha hoàng chung quanh đối với hắn như không thấy kẻ không đáng làm người hứa thất an nhướng mày lấy thân phận địa vị hứa bình phong đến thăm sài gia một thế lực giang hồ như vậy là không hợp lý càng không có khả năng bởi vì sài hạnh nhi tư chất không tệ liền hiện thân thuyết pháp Sài Hạnh Nhi tiếp tục nói, ta chất vấn hắn là ai, hắn nói mình là tới tầm bảo. Tầm bảo. Sài Hạnh Nhi gật đầu. Tổ tiên Sài Gia ban đầu là nô lệ Nam Cương, hắn lúc nhỏ gia tộc bị diệt môn, kẻ thù mang hắn bán tới Nam Cương làm nô lệ. Sau khi học nghệ có thành tựu, trở lại Tương Châu, lúc này mới có Sài Gia hôm nay. Cho đến ngày nay, rất ít ai biết năm đó Sài Gia vì sao bị diệt môn, tổ tiên vì sao bị bán tới Nam Cương. Tạm dừng một chút, Sài Hạnh Nhi sắc mặt nghiêm túc, nói. Sài Gia vốn là người trong mộ, trong một ngôi mộ lớn niên đại xa xưa. Về sau không biết vì sao, đã từ bỏ thân phận người gác mộ, ở Tương Châu thành lập gia tộc. Năm đó sở dĩ chịu khổ diệt môn, là vì có người có ý đồ với ngôi mộ lớn đó. Theo lý thuyết, thân phận người trong mộ của Sài Gia, bên ngoài không biết được, có lẽ là trong gia tộc xuất hiện phản đồ, tiết lộ ra ngoài, này là chuyện hơn 100 năm trước, chi tiết trong đó ta cũng không rõ mộ lớn bệnh sợ mộ lớn của hứa thất an lại sắp tái phát tòa địa cung kia ngoài thành ung châu đã cho hắn bóng ma tâm lý rất sâu sau đó thế nào hứa hứa thất an đằng hắn cổ họng nói người áo trắng kia đã vào ngôi mộ lớn các tăng nhân phật môn tựa như cũng rất chú ý chuyện này kiên nhẫn nghe sài hạnh nhi lắc đầu bản đồ ngôi mộ lớn sài gia chỉ có nửa phần nửa phần khác ở trong tay nam cương thi cổ bộ. Cung chủ chỉ cầm đi bộ phận bản đồ đó của Sài Gia, về sau như thế nào, ta không biết. Sau đó, ta trở thành cơ sở ngầm của thiên cơ cung, ta có thể có thành tựu, tu vi hôm nay, đều là thiên cơ cung mấy năm nay bồi dưỡng. Ngôi mộ lớn có thể khiến hứa bình phong để ý, thứ bên trong tất nhiên không tầm thường. Một nửa bản đồ ở trong tay thi cổ bộ, cho nên, hứa bình phong còn chưa tiến vào ngôi mộ lớn. Mặt khác, Bản đồ ở trong tay thi cổ bộ, cái này nói rõ bản đồ năm đó ở trong tay tổ tiên xài gia lúc trẻ. Nếu là như vậy, hắn sao có thể bị bán đi Nam Cương làm nô lệ, cái này không hợp lý. Hứa thất an trầm ngâm một phen, nói, về ngôi mộ lớn, ngươi còn biết cái gì? Ngôi mộ lớn tồn tại, chỉ có gia chủ xài gia biết được. Nếu không phải bởi vì cung chủ, ta cũng không biết bí mật này. Hắn vì sao phải mang bí mật này nói cho ngươi? cung chủ nói muốn mở được ngôi mộ lớn cần máu tươi người trong mộ làm môi giới cho nên hứa bình phong mang sài hạnh nhi của sài phủ phát triển trở thành cơ sở ngầm coi là một quân cờ trong bàn cờ hứa thất an chưa hỏi tiếp quay sang nhìn về phía tịnh tâm cùng tịnh duyên nói sau đây không lâu thượng cấp thiên cơ cung sẽ đến sài phủ các vị đại sư tự giải quyết cho tốt đi hắn triệu ra phù đồ bảo tháp đặt ở lòng bàn tay cửa tháp tầng thứ nhất mở ra khí xoáy tụ cuồn cuộn, mang sài hạnh nhi hút vào trong đó, trấn ở tầng thứ hai. Tiếp theo, hắn đè bả vai Lý Linh Tố cùng hàng âm, hóa thành bóng ma rời khỏi sài phủ. Nội sảnh lâm vào im lặng. Tịnh tâm nhìn bóng đêm nặng nề ngoài cửa, chắp hai tay, niệm tụng một tiếng Phật hiệu. Chưa giết chúng ta. Các tăng nhân Phật môn phun ra một hơi, vừa may mắn vừa hoang mang. Tịnh tâm sư huynh, nên làm cái gì bây giờ? Một tăng nhân hỏi. Tịnh tâm nhìn thoáng qua tịnh duyên hôn mê bất tỉnh, chậm rãi nói. Tịnh duyên sư đệ cần tỉnh dưỡng, cứ ở lại xài phủ trước đi, chờ đợi độ nang sư thúc đến. Nói xong, hắn liếc xài lam, còn phải bảo vệ xài gia, đây là điều kiện Phật tử buông tha bọn họ. Chẳng qua đây là người thông minh hiểu trong lòng mà không nói ra với nhau, không cần phải nói ra miệng. Ngoài thành, trong đêm tối đen sì, hứa thất an cùng Lý Linh Tố, còn có con rối hằng âm đi đến trên đường cái, nghênh đón gió lạnh thấu xương. Thánh tử cúi đầu, tâm sự nặng nề, một câu cũng không nói. Hứa thất an mắt nhìn phía trước, cười nhạo nói. Bất vi tình khiên, bất vi tình khốn, đạt tới cấp bậc siêu nhiên quan sát, mới là thái thượng vong tình. Ngươi nói lý diệu chân đi là tà đạo, nàng sẽ vì một người vứt bỏ thương sinh, ngươi lại như thế nào? Lý Linh Tố chợt ngẩng đầu, miệng mở ra, giống như muốn phản bác hoặc giải thích, nhưng cuối cùng trở về lặng lẽ. Cách một lúc, hắn thấp giọng nói, ta không biết. Hứa thất an đổi vị trí tự hỏi một phen, phát hiện nếu là mình, cũng sẽ rối rắm như vậy, liền không cười nhạo gã nữa. Lý Linh Tố hỏi, tiền bối tính xử trí hạnh nhi như thế nào? Hứa thất an thẳng thắn nói, cân nhắc từ đầu vụ án, ngươi cảm thấy sài hạnh nhi vì sao phải mời các lộ hào kiệt, cùng với quan phủ, tổ chức đồ ma đại hội. Lý Linh Tố là người thông minh, khống chế sài hiền, khống chế án mạng không sai cô ta kích thích sài hiền là vì giết sài kiến nguyên tiếp theo sài hiền chạy khỏi sài phủ ở tương châu đại khai sát giới quá nữa không ở trong dự đoán của cô ta thuộc loại chuyện ở ngoài kế hoạch hoặc muốn bổ cứu hoặc là không muốn sự tình ầm ĩ đây là nguyên nhân cô ta tổ chức đồ ma đại hội đổi lại mà nói đồ ma đại hội không ở trong kế hoạch ban đầu của cô ta kế hoạch của sài hạnh nhi thật ra rất đơn giản dùng bí mật thân thế kích thích sài hiền giết chết sài kiến nguyên lấy nó báo thù giết chồng sau đó lại dùng sài lam làm uy hiếp khống chế sài hiền nhưng đêm đó sài hiền trực tiếp giết ra khỏi sài phủ tuy lưu lại sài hiền nhưng án mạng sau đó đã vượt qua kế hoạch của sài hạnh nhi vì khống chế tình thế chuyển biến xấu cô ta tổ chức đồ ma đại hội vụ án này so với vụ án hứa thất an trước kia ra càng phiền toái hơn ta còn muốn tìm hiểu thêm một ít chuyện về thiên cơ cung mặt khác ngôi mộ lớn kia tương lai có cơ hội cũng phải đi tìm tòi nghiên cứu. Hứa Thất An nói. Lý Linh Tố đợi một lát, chưa đợi được nội dung đến tiếp sau, nhíu mày nói, cho nên. Ta phán cô ta tử hình muộn. Hứa Thất An nói, tiểu nhân tình của ngươi tạm thời sẽ không chết. Ngôi mộ lớn đó khẳng định rất nguy hiểm, xài hạnh nhi tương lai có thể đảm đưa người công cụ để sử dụng, nếu chết ở bên trong, là vận mệnh cô ta như vậy. Không chết, hắn liền phế bỏ tu vi của sài hạnh nhi để lý linh tố mang về thiên tông giam cầm cả đời lý linh tố vẻ mặt phức tạp phun ra một hơi nói sang chuyện khác phật môn tuy làm người ta chán ghét nhưng điểm mấu chốt vẫn là có sài gia hẳn là không có việc gì hứa thất an từng một tiếng hắn bỗng dừng bước vẻ mặt cổ quái thò tay vào trong lòng lấy ra một phù lục phù lục ở trong đêm đen tản ra ánh sáng mờ nhạt ngay sau đó Lý Linh Tố nghe thấy một thanh âm mềm mại đáng yêu dễ nghe. Ngươi ở đâu? Chỗ giao giới Thanh Châu cùng Ung Châu, một trấn nhỏ, gió lạnh cuốn qua phố ngõ, phát ra tiếng nước nở thê lương. Khất hoang đang hương mặt sắc thái sặc sở, làn da ngăm đen, đi vào ngõ nhỏ dơ bẩn, tràn ngập mùi nước tiểu, hắn cúi người, ở lỗ trên tường xuề bàn tay. Một con chuột to màu xám xịt chui ra khỏi lỗ tường, nhảy vào lòng bàn tay hắn. Khất hoang đang hương nghiêng đầu, Lắng nghe cái gì, sau một lát, mang con chuột thả lại lỗ trên tường, ngẩng đầu, nói: "Bạn của ta nói cho ta biết, tiểu tử đó vừa đi ngang nơi này." Dưới đêm trăng, mái hiên hai bên nhỏ nhỏ, có sáu bóng người đứng. Ở giữa là một nam tử trẻ tuổi mặt mang nụ cười mỉm, cho người ta hình tượng ôn hòa kim cung. Hắn cười nói: "Không hổ là long mạch ký chủ, khí vận ngập trời, luôn có thể từ trong tay chúng ta chạy thoát." Nguyên Sương muội tử xem hắn hướng bên nào bỏ chạy. Con người hướng nguyên sương chợt lóe thanh quang, tập trung trong về phía xa, thấy chỗ xa xôi phía đông nam, ánh vàng chợt lóe rồi biến mất. Là phương hướng ung châu. Nàng thẳng nhiên nói. Tiêu diệp lão đạo sĩ nheo mắt, làm bộ dạng quan sát nơi xa, cười nói. Tiểu tử đó thực lực không mạnh, thủ đoạn vô lại trái lại mọi thứ tinh thông, từng là tán tu lăn lộn ở giang hồ. Ung châu bên kia đang tổ chức đại hội võ lâm, quá nữa muốn xua hổ nuốt sói, giải quyết chúng ta. Bọn họ ở trên đường tới Ung Châu, gặp một vị ký chủ long khí, tiểu tử đó tu vi không mạnh, thất phẩm luyện thần cảnh. Trực giác trái lại vô cùng sâu sắc, thủ đoạn nhỏ nhiều đến mức làm người ta đau đầu, mỗi lần đều có thể ở trong tay bọn họ đã hiểm lại càng hiểm hơn chạy thoát. Vạn hoa lâu liễu hồng miên vặn vẹo vòng eo, cười tủm tỉm nói, chẳng phải là vừa lúc, chuyến đi Ung Châu, có lẽ thu hoạch so với chúng ta tưởng tượng còn lớn hơn. Nàng liếc cơ huyền trầm ngâm không nói, giống như có tâm sự, cười quyến rũ nói. Tiểu thành chủ, có gì tâm sự nặng nề? Không bằng đêm nay để ta chia sẻ lo lắng với ngươi. Cơ huyền cười khổ nói, hảo tỷ tỷ, ngươi đừng lấy ta làm trò cười, ai chẳng biết đại danh mỹ nhân rắn rết của liễu hồng miên ngươi. Trái lại nguyên hòe vẫn là gà giò, thích hợp ngươi đi dạy dỗ. Hứa nguyên hòe sắc mặt lạnh lùng. Ánh mắt liễu hồng miên đảo qua ở trên người thiếu nữ xinh đẹp, che miệng cười khẽ, chỉ sợ người nào đó sẽ xé ta. Hứa Nguyên Sương hừ lạnh một tiếng. Cơ huyền nói, ta chỉ là đang nghĩ, quốc sư có phải còn có hậu thủ hay không? Mọi người nhìn qua. Phật môn cũng tốt, ti thiên giám cũng thế, thậm chí vu thần giáo, lần này thu thập long khí, đều có tam phẩm cao thủ tham dự. Chỉ có chúng ta không có, lấy trí mưu quốc sư, không tính đến điều này. Cơ huyền sờ sờ cầm, muốn nói hắn không có hậu thủ, ta không tin. Hứa thất an cầm phù lục, đáp lại, đang chạy tới ung châu. Hắn mở miệng ngập ngừng, tựa như còn muốn nói gì, cuối cùng vẫn lặng lẽ. Ba ngày sau đến ung châu thành. Được. Hào quang phù lục tắt. Đến rồi đến rồi, quốc sư đến ngủ với ta rồi. Hứa thất an tâm tình phức tạp nghĩ. Tiền bối, vừa rồi là vị nào? Lý Linh Tố kinh ngạc bởi chất giọng đặc biệt động lòng người của nữ tử kia một nữ nhân nhan sắc bình thường mà thôi hứa thất an cũng ở trước mặt thánh tử khoác lắc một hồi đáng tiếc xem ra khẩu vị của từ khiêm có chút độc đáo không thích mỹ nhân chuyên thích nữ tử tư sắc bình thường lý linh tố gồm một tiếng không hỏi thêm nữa kẻ này sao không tiếp tục hỏi ta còn chưa bắt đầu làm màu đâu hứa thất an cũng gừng một tiếng vùi đầu chạy đi cưỡng ép giải thích không phù hợp thiết lập nhân vật của từ khiêm dù sao ba ngày sau quốc sư tới đến lúc đó lại hiển thánh trước mặt người khác cũng không muộn phải cho ra nam thiên tông nhìn xem cái gì là mỹ nhân chất lượng cao kinh thành đêm qua có trận tuyết lớn sáng nay dậy trong sân tràn đầy màu trắng tuyết động mỏng manh bao trùm vườn hoa mặt đất trải phiến đá sáng sớm của thẩm thẩm là bị một trận tiếng cười như chuông bạc đánh thức nàng theo bản năng đi đẩy trượng phu bên người phát hiện hắn đã rời giường đi trực rồi thẩm thẩm nhíu lại lông mày tinh xảo ở trong ổ chăn ấm áp ngồi dậy duỗi lưng phòng trong lửa than hừng hực nha hoàng ngủ ở phòng nghỉ cách mỗi một cái canh giờ sẽ thêm một ít than thú kim loại than này đốt không có một chút mùi khói ngược lại có mùi thơm mát của cành thông mùa đông năm nay đặc biệt lạnh trưởng công chúa hiểu và thông cảm hàng lâm viện thứ các sĩ hứa tân niên đặc biệt sai người đưa tới 30 cân than thú kim trong cung ngự dụng Lâm An công chúa cũng hiểu và thông cảm thứ các sĩ hứa tân niên cẩn trọng, vất vả công lao lớn, đặc biệt sai người đưa tới 30 cân than thú kim. Vì thế thẩm thẩm liền dùng được thứ tốt chỉ có thiên hoàng quý trụ mới có thể hưởng thụ này. Thẩm thẩm liền rất cao hứng, lúc ăn cơm trọng điểm khen ngợi hứa nhị lan, 10 năm gian khổ học tập tích lũy dày bùng nổ mạnh, không những thưởng thức thủ phụ, còn được hai vị công chúa coi trọng như thế. Hứa nhị thúc liền cười thẩm thẩm vẫn quá trẻ tuổi, đồ ngự dụng công chúa ban cho chú ý một cái danh chính ngôn thuận hứa gia chỉ có một nhị lan lên được mặt bàn nhị lan chỉ là một công cụ để hai vị công chúa quan tâm hứa gia đương nhiên câu này hứa nhị thúc là sẽ không nói cho thẩm thẩm ồn ào mỹ phụ nhân mặc áo trong mỏng manh tóc đen hỗn độn phối hợp vẻ mặt mơ mơ màng màng thế mà lại có vài phần ngây thơ của thiếu nữ ào thẩm thẩm đẩy cửa ra gió lạnh ập vào mặt nàng rùng mình cơn buồn ngủ sót lại nhất thời không còn nữa nhưng một màn trước mắt khiến nàng ngay cả lạnh cũng quên trong sân hai nha đầu một lớn một nhỏ đang lăn lộn trên mặt đất ở trên tuyết ép ra từng dấu vết lệ na nói đây là tuyết ta đời này lần đầu tiên nhìn thấy tuyết hứa linh âm nói đây là ta đời này lần thứ rất nhiều nhìn thấy tuyết hai người toàn thân dính đầy bọc tuyết tựa như hai người tuyết hứa linh âm thẩm thẩm quát thời tiết giá lạnh dám chơi như vậy không phải kẻ ngốc chính là không muốn sống nữa tiểu đậu đinh bị dọa giật mình ngẩng cái đầu nhỏ hướng thẩm thẩm bên này nhìn thoáng qua lớn tiếng nói không ổn mẹ phát hiện chúng ta rồi chúng ta mau đi thôi lệ na vội vàng nói được sau đó hai người lăn xa hứa linh nguyệt ngủ tới lúc tự nhiên tỉnh lại đã sớm nghe thấy bên ngoài muội muội ngốc cùng sư phụ ngốc của nó làm ầm ĩ không quan tâm mà thôi Hôm nay cần đi vương phủ làm khách, ứng phó nữ quyến vương phủ một phen, bởi vậy phải trang điểm kỹ. Đại tiểu thư, hôm nay đi vương gia, mặc quần áo gì thích hợp? Nha hoàng nghiêng đầu, làm ra bộ dạng tự hỏi. Mặc thanh lịch chút, vương gia xa hoa quen rồi, chúng ta ăn mặc trang điểm xinh đẹp, nói không chừng người ta trong lòng cười nhạo chúng ta gia đình tầm thường chỉ thích khoe khoang. Hứa Linh Nguyệt soi gương trang điểm, trong gương đồng, thiếu nữ mặt trái xoan, mắt to ngũ quan rất có cảm giác lập thể, vừa tinh xảo vừa thanh lệ. Nàng mặc một cái áo khoác màu lam nhạt, váy lụa bồng, bên ngoài khoác áo choàng gấm, chân ngọc đi là một đôi giày nhỏ da dê theo chỉ nhỏ hoa văn đám mây. Đã không tỏ ra lòe loẹt, lại mặc ra khí chất của tiểu thư khuê cát. Cầm đồ theo cho ta. Vâng. Nha hoàng đáp giòn tan. Nàng sau đó dẫn theo nha hoàng rời khỏi phòng, ở nội sảnh ăn đồ ăn sáng, Lúc này hứa Linh Âm đã thay một bộ quần áo sạch sẽ, cũng tắm nước ấm. Tiểu đậu đinh vẫn là búi tóc trẻ con trước sau như một, như là hai cái bánh bao thịt, nhưng mặc vào váy nhỏ đẹp đẽ, có vài phần bộ dáng thục nữ. Chỉ là đứng chung một chỗ với tỷ tỷ thanh lệ thoát tục, cũng chỉ miễn cưỡng khen một câu đáng yêu mà thôi. Thẩm thẩm nhìn đồng hồ nước bày ở trong phòng, thúc giục nói. Nên xuất phát rồi, nhị lan à, con nhớ quan tâm các muội muội thêm một chút. Linh Nguyệt con đừng bộ dáng ai cũng có thể bắt nạt mãi nữa, con bây giờ đại biểu không phải bản thân con nữa, là hứa gia. Linh âm, đến vương gia đừng tham ăn, đừng quậy, nghe hiểu chưa? Hôm nay nghỉ, hứa nhị lan muốn đi vương gia tìm vương thủ phụ bàn việc, cùng nhau đi qua với các muội muội. Ba huynh muội buông bát đũa, sau khi dùng nước muối súc miệng, rời khỏi hứa phủ, leo lên xe ngựa. Sa phu ở trên mặt đường che kính băng cứng ẩm thật cẩn thận chậm rãi di chuyển. Từ hứa gia đến vương gia, cần hai khắc đồng hồ, bởi vì đường trơn ướt khó đi, dùng nửa canh giờ mới đến. Hứa nhị lan nhảy xuống xe ngựa, xoay người đỡ hứa linh nguyệt xuống xe, mà hứa linh âm đã từ một đầu khác nhảy xuống. Ba huynh muội ở dưới sự dẫn dắt của quản sự, vào thẳng chỗ sâu trong vương phủ. Trong phòng ngủ, vương thủ phụ đứng ở bên bình phong, do vương phu nhân dẫn nha hoàng thay quần áo cho mình. Tôi nhớ rõ tư mộ từng nói, hứa gia tiểu thư kia là người không dễ chọc, tức phụ của lão đại hợm hỉnh, tức phụ của lão nhị lòng già hẹp hòi, lát nữa gặp người ta, bà ở bên để ý một chút, chớ để có va chạm không thoải mái. Vương thủ phụ nói, tầm mắt hai đứa nó không nông cạn như vậy, biết nắm bắt đúng mực. Vương phu nhân cười nói, bà có chút kinh ngạc lão gia thế mà lại để bụng đối với những việc nhỏ không đáng kể này. Lão gia, hứa đại nhân đến rồi. Một người hầu đứng ở ngoài cửa phòng, cao giọng báo cáo mời hắn đi thư phòng đi vương thủ phụ nhìn thoáng qua mình trước gương đồng vuốt vuốt nếp nhăn trên áo chỗ ngực nhìn về phía vương phu nhân nói quà chuẩn bị đủ chưa vương phu nhân cười gật đầu nội sảnh vương tư mộ bưng chén trà nhấm nháp nước trà thơm nghe hai vị tẩu tẩu lại nhải đại tẩu tẩu tên lý hương hàm phụ thân là lan trung hộ bộ chức quan không lớn lại dính tới bạc bởi vậy có chút hợm hỉnh. nhị tẩu tẩu tên triệu ngữ dung phụ thân quan chức càng nghĩ hơn chỉ là chủ bộ của đại lý tự theo lý thuyết gia thế như vậy là không trèo cao nổi vương gia cho dù nhị ca là người làm ăn buôn bán địa vị không nổi bật nói tới trong này còn có hai đoạn sâu xa vương trinh văn chìm nổi quan trường trước khi phát tích từng có vài lần xuống chó một lần trong đó bị đối thủ hãm hại mắc tội vào tù phụ thân triệu ngữ dung lúc ấy nhậm chức đại lý tự quan hệ khá tốt với vương trinh văn tiêu bạc chuẩn bị cao thấp khơi thông quan hệ cuối cùng chống đỡ qua phụ thân của đại tẩu lý hương hàm đối với vương trinh văn cũng có ân huệ tương tự bởi vậy vương trinh văn sau khi phát tích hai vị tẩu tẩu liền gả vào vương gia đại tẩu lý hương hàm nói tư mộ lần trước muội đi hứa phủ chủ mẫu hứa gia kia có lập quy củ cho muội hay không vương tư mộ lắc đầu nhị tẩu triệu ngữ dung nhìn nàng một cái cười nói nghĩ hẳn là có muội không phải nói chủ mẫu hứa gia kia là người thủ đoạn cao siêu sao. Tư mộ, đừng có xấu hổ nói, dâu mới về nhà, mẹ chồng luôn phải lập quy củ. Ta cùng tẩu tử năm đó về nhà, cũng không phải từng bị bà bà gõ sao. Nhưng muội không giống với bọn ta, muội là thiên kim vương gia, tương lai thành thân cùng hứa nhị lan, đó là gã cho người vai vế thấp hơn. Hứa nhị lan dựa vào vương gia chúng ta mới có thể một bước lên mây, về sau muội đi hứa gia, quả thực có thể làm uy làm phúc. Chúng ta lần này cũng phải lập chút quy củ cho tiểu thư hứa gia, để cô ấy biết hứa gia cùng vương gia trên lệch. Ai lập quy củ cho ai còn không nhất định đâu, chỉ các ngươi cũng muốn đấu thủ đoạn với hứa Linh Nguyệt Nha đầu kia. Trong lòng vương tư mộ nói thầm, lắc đầu. Không cần như thế, Linh Nguyệt muội muội trí tuệ, đừng treo vào muội ấy. Đại tẩu Lý Hương Hàm lấy tư thái người từng trải, lộ ra nụ cười tràn đầy cảm giác về sự ưu việt tư mộ đây là không có kinh nghiệm trước khi thành thân nữ quyến hai nhà lui tới liên lạc cảm tình chỉ là một điều càng quan trọng hơn vẫn là thử lẫn nhau muội cho rằng trong lòng bà bà không có ý niệm như vậy cô nương hứa gia kia hôm nay ở đây nghe thấy nhìn thấy gì đều sẽ mang về nói cho chủ mẫu hứa gia chúng ta gõ cô ấy một trận còn cảnh cáo chủ mẫu hứa gia tương lai chớ bắt nạt muội từ xưa quan hệ mẹ chồng nàng dâu có thể dùng bốn chữ minh tranh ám đấu khái quát tranh là quyền to quản lý gia đình. Càng là hào môn, tranh đoạt quyền to tài chính, gia chính càng kịch liệt. Cái này, không ổn đâu. Vương Tư Mộ cố nén xúc động nhếch khóe miệng lên, nhíu mày nói. Đại tẩu cười nói, yên tâm, các tẩu tử biết chừng mực. Vương Tư Mộ bất đắc dĩ nói, thôi, đã là quy của ước định mà thành, vậy theo ý tứ hai vị tẩu tẩu đi. Nói xong, nàng bưng chén trà lên, làm ra tư thế uống trà, Che giấu khóe miệng hơi nhếch lên. Hôn sự hai nhà, mặc kệ nam nữ hai bên cảm tình như thế nào, đánh cờ giữa nhà này với nhà kia luôn tồn tại. Mẹ chồng lập quy củ cho con dâu chưa về, nhà mẹ đẻ con dâu thì bày ra nội tình đủ thâm hậu, cảnh cáo nhà chồng phải đối xử tử tế con gái của mình. Đều là thường tình con người. Vương Tư Mộ thấy hai vị chị dâu ham thích như thế, nhất thời yên lòng. Lần trước đi hứa gia làm khách Hứa Linh Nguyệt nha đầu chết tiệt này không thiếu từ bên trong làm khó dễ, nàng làm mùng một, vương tư mộ liền làm mười lăm. Đang nói, một đôi tỷ muội ngoài sảnh đi tới, chiều cao của muội muội còn chưa tới lưng tỷ tỷ, được dắt bàn tay nhỏ, là tiểu nha đầu có chút khờ. Về phần tỷ tỷ, trái lại khiến mắt hai vị tẩu tẩu sáng lên, khoác áo choàng thổ cẩm, đi giày da dê, tóc mái tu bổ chỉnh tề khiến khuôn mặt nhỏ thanh lệ dễ mến. Cho người ta cảm giác là cô gái nhỏ nhu nhược, dịu dàng nháy mắt nhìn thấy hứa linh nguyệt hai vị tẩu tẩu vương gia liền biết ăn chắc nàng chỉ loại cô gái nhỏ nuôi ở trong khuê phòng chưa từng tiếp xúc với đời này chỉ sợ mình thoáng biểu hiện ra không vui cô ta sẽ kinh sợ lúng cúng chân tay thoáng hỏi một ít vấn đề xảo quyệt sẽ đỏ mặt hai bàn tay nhỏ không biết đặt vào đâu bắt nạt tiểu nha đầu như vậy thực sự không thú vị về phần đứa nhỏ ngốc nghếch kia đương nhiên là bị hai vị tẩu tẩu bỏ qua linh nguyệt muội muội tới rồi vương tư mộ đứng dậy đón chào giới thiệu đây là đại tẩu của ta vị này là nhị tẩu linh nguyệt muội muội gọi theo ta là được hứa linh nguyệt nhỏ nhẹ nói linh nguyệt ra mắt hai vị tẩu tẩu đại tẩu lý hương hàm cười nói thật sự là cô nương thanh tú tương lai không biết thiếu gia nhà ai có thể lấy được linh nguyệt muội muội của chúng ta hứa linh nguyệt rụt rè cười cúi đầu nói linh âm mau gọi tẩu tẩu hứa linh âm ngẩng đầu nhăn lại hai hàng lông mày nhợt nhạt vì sao cũng là tẩu tẩu họ cũng muốn gả cho nhị ca sao sắc mặt bốn nữ nhân đột nhiên cứng đờ nhị tẩu triệu ngữ dung lập tức nhìn về phía hứa linh nguyệt thấy nàng nghẹn đỏ mặt thế mà lại quên răng dậy muội muội chỉ đành cười gượng nói trẻ con không biết ăn nói trẻ con không biết ăn nói vương tư mộ nhìn thoáng qua hứa linh nguyệt không biểu hiện gì cười nói mẹ hẳn là dậy rồi chúng ta đi thỉnh an bà đi đây là muốn dẫn tỷ muội hứa gia đi gặp lão phu nhân. Vì thế, do vương tư mộ dẫn, đoàn người hướng chỗ sâu hơn của vương phủ đi đến, qua hành lang qua sân vườn, tới trong một gian phòng lớn. Trong phòng có hai cái giường mềm, trải thảm lông dê ấm áp, trên giường bày bàn nhỏ vuông vắng, trên bàn là quả vỏ cứng ít nước, thịt khô, mứt hoa quả, điểm tâm các loại đồ ăn. Trên giường mềm bên trái, ngồi là nguyên phối của vương trinh văn vương phu nhân. Vương phu nhân tuổi hơn 50, bảo dưỡng lại rất tốt, không mập không gầy, khí huyết hồng nhuận, nếp nhăn nơi khóe mắt nhỏ mà dày tăng thêm sức quyến rũ năm tháng tích lũy ra. Mẹ, bà bà, lão phu nhân, các nữ nhân lần lượt hành lễ, chỉ có hứa linh âm có chút câu nệ, nó không thói quen loại không khí này. Tiểu đậu đinh từ nhỏ sinh hoạt trong hoàn cảnh không gò bó, không có nhiều quy củ trói buộc như vậy. Vương phu nhân hiền lành gật đầu, ánh mắt dừng ở trên mặt tỉ muội hứa gia đây là hứa gia tiểu thư nhi. Vương phu nhân nhớ tới dung mạo tuấn Mỹ vô cùng của hứa nhị lan, lại nhìn nhìn bộ dáng thanh lệ thoát tục dễ mến của hứa Linh Nguyệt, trầm ngâm một phen, cười nói, hai tỷ muội mỗi người mỗi vẻ. Nói xong, gọi các nàng vào ngồi. Đại tẩu Lý Hương Hàm uống ngụm trà nóng, thở dài, mở đề tài. Cái thời tiết quỷ quái này, năm trước lúc này, lửa than đốt cả đêm, ta liền ngột ngạt khó chịu. Bây giờ, không đốt cả đêm, bị lạnh chết tươi. Nhị tẩu triệu ngữ dung đáp lời, ai nói không phải chứ. Lúc này, nàng phát hiện tiểu đậu đinh nhìn chầm chầm lò than cao bằng nửa người mà ngây ra, bên trong đốt là than thú kim không có khói. Đứa nhỏ này quá nữa là chưa từng thấy loại than không khói này. Nhị tẩu tử giật mình, cười nói. Cho nên, bệ hạ ban thưởng vương phủ chúng ta 10 cân than thú kim. Loại than này không có mùi khói, đốt lên còn có mùi thơm mát nhị tẩu tử rất có cảm giác về sự ưu việt nhìn thoáng qua hứa linh nguyệt lại phát hiện nàng mỉm cười chưa có phản ứng gì chẳng lẽ là không biết than thú kim là cái gì nhị tẩu tử bổ sung một câu là vật hoàng đế dùng trong tay hứa linh âm nắm mức hoa quả lớn tiếng nói nhà chúng ta cũng có trong thư phòng vương thủ phụ ngồi ở sau bàn trong tay bưng chén trà nắp trà nhẹ nhàng gạt mép chén nghe con rể tương lai báo cáo thủ phụ đại nhân mùa đông năm nay, dân chúng nhất định khó sống, nhất là địa khu từng trải qua nạn hạn hán, lũ lụt. Dân chúng địa phương làm sao chịu đựng qua mùa đông này? Hứa tân niên khẳng khái trần từ, ta dân sớ bệ hạ, yêu cầu xác minh kho lương các nơi, sớm làm tốt chuẩn bị cứu trợ thiên tai, ngài vì sao gạt đi sổ con của ta? Vương thủ phụ kiên nhẫn nghe xong, nhấp một ngụm nước trà, nói. Từ cựu, kẻ làm quan muốn thành đại sự, đầu tiên phải cất cao tầm mắt, nhìn được đại cục mới có thể bố cục trước ngươi chỉ nhìn thấy mùa đông này dân chúng khó sống lại không nhìn thấy triều đình khó xử hắn buông chén trà mang một đống sổ con đẩy tới trước mặt hứa tân niên xem đi sổ con của hộ bộ hứa tân niên mở sổ con ra đọc nhanh như gió nhanh chóng xem xong sắc mặt hắn thay đổi hẳn vương thủ phụ thở dài nói triều đình đã hết bạc rồi hứa tân niên lẩm bẩm sao có thể Tiên đế làm khổ 20 năm, quốc khố vốn trống rỗng, dưới phù hoa, căn cơ đại phụng đã sớm lung lay sắp đổ. Mấy tháng trước, 12 vạn đại quân trợ giúp yêu mang, Ngụy Uyên dẫn 10 vạn quân đội công hãm tỉnh Sơn Thành. Tuy nói đại thắng, nhưng lương thảo, ngựa chiến, trang bị, thứ nào không phải đang tiêu hao bạc. Quốc lực gầy yếu, chống đỡ chiến tranh quy mô như vậy, tiêu hao cực lớn, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Vương thủ phụ vương hai tay, tới gần lò thang, vừa sưởi ấm bàn tay lạnh như băng vừa nói. Vốn còn có thể đau khổ chống đỡ, sống qua năm nay là được. Chờ năm sau thu hoạch vụ thu thì có thể ổn định đại cục. Ai ngờ người tính không bằng trời tính, lão phu sống mấy chục năm, chưa bao giờ trải qua mùa đông giá lạnh như thế. Bệnh trầm kha bên trong triều đình khó quét, thiên tai không ngừng, quốc khố trống rỗng, cục diện rối rắm. Trong lòng hứa tân niên nặng nề, hỏi, có phương pháp giải cứu không? vương thủ phụ nhìn chằm chằm lò lửa một lúc lâu không nói gì thời gian hắn nói im lặng hồi lâu vương thủ phụ lại nói mổ cá phiền thì vỡ trị dân phiền thì tan biết mổ cá thì biết trị dân nếu không có họa ngoại xâm thời gian có thể chữa khỏi tất cả hứa tân niên thấp giọng nói nếu có họa ngoại xâm trời diệt đại phùng vương thủ phụ quay sang nói có tin tức của hắn không hứa tân niên biết vương thủ phụ chỉ là ai lắc đầu tính đến nay đại ca chưa từng gửi thư về phủ nói tới hứa gia năm nay cũng là danh gia vọng tộc nha vương thủ phụ không biết sao cảm khái một tiếng mí mắt hứa tân niên giật giật im lặng một lát nói chuyện vân châu bên kia triều đình tính giải quyết như thế nào sau khi nguyên cảnh đế đền tội có hai phần hồ sơ bị liệt vào cơ mật phong ở trong phòng bí mật của nội các một phần trong đó chỉ có quan viên thực quyền chính tam phẩm trở lên, cùng với đại học sĩ có thể tìm đọc. Nội dung hồ sơ là thám hoa lan năm đó, giám chính đại đệ tử hứa Bình Phong, cấu kết nhánh hoàng thất sót lại từ 500 năm trước, ở Vân Châu thành lập căn cứ địa, bí mật phát triển, ý đồ mưu phản. Chuyện xưa nhắc lại vụ án tề đảng trước đây cấu kết vu thần giáo, nâng đỡ sơn phỉ Vân Châu, sự kiện nguyên cảnh đế bán quan bán tước dẫn tới quảng sắc Vũ Châu lén vận chuyển đi Vân Châu hôm nay đã canh nhân ngự sử đại lý tự đăng bí mật nghiêm tra toàn bộ quan lại kinh thành phân biệt gián điệp có thể tồn tại quan viên các nơi cũng gặp phải bí mật điều tra một phần hồ sơ khác ghi lại là chân tướng nguyên cảnh đế trấn bắc vương cùng trinh đức đế đều là một người phần hồ sơ mật này người biết tình huống ít ỏi không có mấy thái tử ồ không vĩnh hưng đế tính mang bí mật này coi là bí mật gia tộc truyền xuống đã bảo biên giới thanh châu Ung Châu bày sẵn phòng ngự, triều đình liên tục hạ mấy đạo thánh chỉ tới Vân Châu, yêu cầu Vân Châu đô chỉ huy sứ Dương Xuyên Nam về kinh báo cáo công tác, nhưng bạc vô âm tính. Vương thủ phụ trầm giọng nói, Vân Châu chưa phản, nhưng đây là chuyện sớm hay muộn. Cơ sở ngầm của đã canh nhân ở Vân Châu vẫn còn, quân đội, quan trường Vân Châu cũng tạm thời chưa có động tĩnh. Nhưng triều đình đối với bọn họ đã mất đi sự khống chế. Đại bá ngươi ở Vân Châu kinh doanh nhiều năm, bố cục sâu xa nha. Hứa tân niên nhíu nhíu mày, cho nên ý tứ của triều đình là, yên lặng chờ xem biến hóa. Vương thủ phụ gật đầu, bệ hạ tính mùa thu năm sau thảo phạt nhánh hoàng thất sót lại 500 năm trước. Nhưng trước đó, Vân Châu có lẽ sẽ khởi sự trước một bước, triều đình đã chuẩn bị sẵn sàng. Hứa tân niên đã hiểu, cho nên, quốc khố không có bao nhiêu lương thực tiền bạc dư giả để cứu trợ thiên tai. Vương thủ phụ im lặng trong nhà lớn rộng rãi im lặng một lát. Nhị tổ triệu ngữ dung đằng hắn cổ họng, dùng giọng điệu phổ cập khoa học giáo dục cho trẻ con, nói. Tiểu thư nhi, thang nhà muội khác với nơi này, đây là thang thú kim ngự dụng, chỉ có trong hoàng cung có thể sử dụng. Thật ra lấy tác phong tham ô hữu bại của đại phụng hôm nay, hành vi chợ đen đầu cơ trục lợi thang thú kim rất nhiều, trong nhà quan to hiển quý hoặc nhiều hoặc ít đều có loại thang này, nhưng bình thường sẽ không lấy ra dùng ở thời điểm đại khách đều là vụn trộn hưởng thụ chỉ có vương gia được ban cho như vậy mới công khai sử dụng đại tẩu lý hương hàm cầm lên một miếng bức hoa quả bỏ vào miệng nhìn hứa linh nguyệt trên chết cười nói đều là người một nhà đợi lát nữa bảo hạ nhân đóng gói hai cân thang thú kim cũng không phải vật gì hiếm lạ câu này lộ ra tin tức là tuy là hoàng đế ban cho nhưng đối với vương gia mà nói cái này không tính là gì kẻ ngón tay của đỉnh cấp hào môn tuy lọc ra chút thứ đều là thứ nhà người bình thường đời này không thể hưởng dụng. Vương phu nhân cười tủm tỉm bưng chén uống trà, bà cần hai đứa con dâu để khoe khoang nội tình của vương gia, do đó phụ trợ con gái lá ngọc cành vàng. Hứa Linh Nguyệt nhỏ nhẹ nói, cảm ơn đại tẩu, nhưng trong nhà có 60 cân thang thú kim, mùa đông này, nghĩ hẳn là đủ. Thanh âm nàng nhẹ nhàng, vẻ mặt thành khẩn, nhìn không ra là đang khoe. Trong phòng chợt yên tĩnh, Sắc mặt mấy vị nữ quyến vương gia trở nên cổ quái, đại tẩu hợm hỉnh nhỏ giọng hỏi. Mua chợ đen à? 60 cân, cái này phải bao nhiêu bạc? Vương phu nhân ho khang một tiếng, dùng ánh mắt ngăn lại dâu trưởng hỏi, thản nhiên nói. Linh Nguyệt, thang thú kim là vật ngự dụng, tuy nói rất nhiều thế gia vọng tộc đều vụng trộn mua dùng. Nhưng loại chuyện này chỉ làm không nói. Truyền ra, trong cung là sẽ gián tội. Sau này, đừng nói bên ngoài, hiểu chưa? Vương phu nhân đoạn lời này không tính là uyển chuyển, là cảnh cáo nghiêm túc. Hứa gia này cũng quá lớn mật rồi, 60 cân thang thú kim cũng không phải số lượng nhỏ, sao có thể mua như vậy, chỉ vào hứa gia là tân quý, liền bành trướng như vậy, tương lai sợ là thân thích hỏng việc. Phụ thân của nhị tổ nhậm chức ở đại lý tự, đối với phương diện này càng thêm mẫn cảm. Ở Kinh Thành, giống loại tân quý này sau khi đắc thế liền dương dương tự đắc, đi đường cũng đang lân lân, thường thường không có kết cục quá tốt hứa linh nguyệt lắc đầu ngây thơ vô tà nói là hoài thánh công chúa và lâm an công chúa ban cho vương phu nhân rõ ràng sửng sốt nhanh chóng khôi phục bình tĩnh không nói lời nào đại tẩu kinh ngạc nói hai vị công chúa ban cho nàng cùng nhị tẩu không che giấu sự mờ mịt trong mắt làm thái thái hào môn ở sâu nơi đại viện các nàng đối với tin tức bên ngoài có sự cản trở chỉ biết hứa gia đại lan rất lợi hại nhưng các phương diện chi tiết cũng không rõ lắm. Ví dụ như, Hứa gia Đại Lang là đầy tớ ba họ, hai nhà trong đó, một nhà là hoàng trưởng nữ tài trí hơn người của Đại Phụng, một nhà là Lâm An từng được cưng chiều nhất. Hứa Linh Nguyệt giải thích, hai vị công chúa là nể mặt Đại ca, mới có nhiều quan tâm đối với Hứa gia. Hứa Đại Lang à. Không biết có phải nhớ tới truyền thuyết Hứa Đại Lang hay không, hai vị tẩu tẩu nhất thời khách khí hơn rất nhiều, nụ cười trên mặt cũng nhiệt tình hẳn lên sắc mặt vương phu nhân nghiêm túc, nói, nghe tư mộ nói, hứa ngân la không ở kinh thành. Đại ca ra ngoài du lịch rồi. Hứa Linh Nguyệt trả lời. Trong chuyện phím kế tiếp, đại tẩu cùng nhị tẩu không ngừng khoe giàu, luôn triển lộ ra cảm giác về sự ưu việt của hào môn nhà giàu, lấy cái này để thể hiện ra vương gia hiển hách. Đại tẩu nói, nhị lan ở hàng lâm viện nhậm chức, tuy nói là đỉnh cấp thanh quý, nhưng không có thực quyền quá lớn. Chờ sau khi thành thân, tranh thủ hết năm liền phái ra ngoài. Hứa Linh Nguyệt đang nghe truyện trên TV audio CV nói, đại ca trước khi đi, đã giúp nhị ca an bài tốt rồi. Nhị tẩu nói, nhị lan xuất thân thư viện Vân Lộc, tài tình cao tuyệt, chỉ là quan trường nhân tình thạo đời mới là văn chương, mà nhân tình là dựa vào bạc để đắp lên. Nhưng không sao, việc này, công công khẳng định đã an bài thỏa đáng. Hứa Linh Nguyệt nói, trong phủ còn có một phần mười chia lại xưởng nước cốt gà đại ca lưu lại, hàng năm hơn vạn lượng thu vào. Đại tẩu nói, muội muội còn chưa kết hôn nhỉ, chị dâu giới thiệu cho muội mấy tuấn ngạn trẻ tuổi gia thế tài hoa đứng đầu. Hứa Linh Nguyệt nói, cảm ơn đại tẩu, có một nửa bản lãnh của đại ca là đủ rồi. Đại tẩu Sau một phen giao chiến, đại tẩu nhị tẩu bại trận. Các nàng đột nhiên phát hiện, tài phú, quan hệ, gia tộc hiển hách rất nhiều phương diện, vương gia ở trước mặt hứa gia, tựa như cũng không có ưu thế quá lớn cảm giác về sự ưu việt đột nhiên không thấy nữa ngu xuẩn vương tư mộ âm thầm lắc đầu hai vị chị dâu đều bị hứa linh nguyệt dẫn dắt tiết tấu gặp lúc các nàng thể hiện cảm giác về sự ưu việt hứa linh nguyệt liền đưa hứa thất an ra rõ ràng là vương gia cùng hứa gia so sánh thực lực tổng thể thế mà bị hứa linh nguyệt bề ngoài cả người lẫn vật vô hại này biến thành vương gia so sánh với hứa thất an có thể so sánh nhưng hai vị tẩu tử bị bề ngoài của hứa linh nguyệt mơ hồ tự nhận là nắm giữ đại cục không có vấn đề liên tiếp nghẹn lời là vì vương gia quả thật kém hứa gia lúc này tiếng cười như chuông bạc từ ngoài phòng truyền đến chỉ một lát hai đứa nhỏ chạy vào là một đứa bé trai một đứa bé gái đứa bé trai khỏe mạnh tháo khỉnh mặc áo khoác gấm đội mũ lông cáo làn da hơi ngâm đen chừng 10 tuổi bé gái thì hồng hào đáng yêu mặt tròn tròn mắt thật to nhìn qua là biết có tố chất mỹ nhân, đại khái 7 tuổi. Tổ mẫu Hai đứa bé thu liễm nụ cười, cung kính nói Là Hạo Nhi cùng Điệp Nhi đến rồi. Trên mặt vương phu nhân lộ ra tươi cười, gọi hai đứa bé đến bên người mình. Vương tư mộ nhân cơ hội giới thiệu, đây là con cái của đại ca ta. Hứa Linh Nguyệt cực cực đầu. Hai đứa bé ngồi xuống ở bên người vương phu nhân, cô bé mắt đen lúng liếng đánh giá đứa nhỏ cùng tuổi béo lùng chắc nịch cậu nhóc cũng đang đánh giá tiểu cô nương xa lạ này mắt đại tẩu sáng lên a da một tiếng không vui nói hạo nhi điệp nhi mau vấn an muội muội hai đứa nhỏ lập tức hướng hứa linh âm vấn an hứa linh âm chuyên tâm ăn bánh quả vỏ cứng ít nước cùng mức hoa quả đắm chìm ở trong thế giới của mình đần độn còn tham ăn hai vị tẩu tẩu âm thầm lắc đầu sắc mặt vương phu nhân có vài phần ý cười đại tẩu cười hỏi còn chưa hỏi linh âm tiểu thư vỡ lòng chưa hứa linh nguyệt lắc đầu nhẹ nhàng nói còn chưa linh âm đầu óc ngốc tam tự kinh cũng không thuộc được đưa đi học đường cũng vô dụng ý cười trên mặt đại tẩu càng thêm rõ ràng cái này không thể được tuy nói nữ tử chúng ta không cần thi công danh nhưng cầm kỳ thư họa phải tinh thông ta cảm thấy có thể mang linh âm tiểu thư đưa đến vương gia chúng ta dạy vỡ lòng vương phu nhân gật gật đầu vẻ mặt ôn hòa mỗi tháng còn có cơ hội hai ngày vào cung đọc sách cùng hoàng tử nghe thái phó dạy khụ khụ vương tư mộ bị nước trà làm sặc ho tới mức nước mắt toát ra làm sao vậy vương phu nhân nhìn về phía con gái trương tiên sinh trong nhà cùng thái phó tuổi tác đã cao vương tư mộ nhẹ nhàng nói cho nên mẹ hãy tha cho bọn họ đi tốt hứa linh nguyệt cười ngọt ngào nói đa tạ vương phu nhân dừng một chút hứa linh nguyệt nói thật ra linh âm gần đây đang tập võ cho nên hoang phế học hành ta cũng cảm thấy nó nên đọc sách biết chữ nhiều hơn luyện võ à nữ nhân trong phòng lộ ra vẻ mặt cái này rất thô bỉ võ phu vốn đã thô bỉ nữ tử học võ thô bỉ trong thô bỉ vương hạo làn da ngâm đen mắt sáng lên đứng lên trừng mắt nhìn hứa linh âm nói ngươi cũng tập võ sao chúng ta đến tỷ thí chút đề nghị của cậu nhóc lập tức bị mẹ nó phủ quyết, đại tẩu khiển trách, bớt nói linh tinh, con là hạt giống không tệ, linh âm tiểu thư không giống với con, con thế này không phải bắt nạt mùi ấy sao? Quay sang nói với hứa linh nguyệt, hạo nhi nó căn cốt không tệ, khách khanh trong phủ khen là hạt giống tốt, liền thu làm đệ tử, công công cũng nói, tập võ có thể cường thân, là chuyện tốt. Hạo nhi tương lai, cũng coi như văn võ song toàn. Giọng điệu rất kiêu ngạo. Hứa Linh Nguyệt cúi đầu, "Muội muội ta chỉ có chút sức mạnh." Bộ dáng rất tự ti. Vương Hạo ngày thường tìm không thấy đối thủ cùng tuổi, thật không dễ gì gặp được một người, sốt sắng nói. "Tổ mẫu, cháu có chừng mực, người để cháu tỉ thí với muội ấy đi, nếu sợ cháu làm bị thương muội ấy, có thể mời thị vệ đến trông coi." Vương phu nhân vẫn cảm thấy không quá thỏa đáng, vừa muốn từ chối, lại nghe Hứa Linh Nguyệt nói, "Được rồi." Từng vương phu nhân nhìn nàng một cái đành phải nói cũng được lập tức bảo nha hoàng đi gọi đến một vị thị vệ vương hạo cùng hứa linh âm thì rời phòng ra ngoài sân hứa linh nguyệt vương tư mộ hai vị tẩu tẩu còn có vương phu nhân khoác áo khoác đứng ở dưới mái hiên vây xem thị vệ trung niên một tay ấn đao đánh giá hai đứa bé nói trước khi tỉ thí ta xem khí lực các ngươi trước một chút nói xong chỉ sang ghế đá ở bên chuyển ghế trẻ con đùa nghịch, với hắn mà nói, không tồn tại tình huống cái gì đao kiếm không có mắt. Nhưng xuất phát từ ổn thỏa, vẫn là thử khí lực trước. Nếu là trên lệch quá cách xa, tỷ thí liền không cần thiết nữa. Vương Hạo dẫn đầu đi về phía bàn đá, cuối người, ôm lấy ghế đá bên cạnh bàn, hét lớn một tiếng, mang ghế ôm lên. Khuôn mặt nhỏ của nó nghẹn đỏ bừng, cái trán hiện ra gân xanh, đi 10 bước mới kiệt sức, trong quá trình, vương phu nhân luôn luôn ở bên cạnh hô, chậm một chút, đi chậm một chút. Nhị tẩu khen, hạo nhi bản lãnh tốt. Đại tẩu tươi cười đầy mặt, ai gia nói, thật ra vẫn là đọc sách tốt, ai, vốn không muốn để nó tập võ, thật sự là hạo nhi căn cốt quá tốt. Đại tẩu vô sự tự thông ý nghĩa của việc khoe khoang. Thị vệ trung niên tán thưởng, tiểu thiếu gia tương lai tiền đồ vô lượng. Hắn sau đó nhìn về phía hứa linh âm, không cần miễn cưỡng. Hứa Linh Âm rốt cuộc mang một cây mứt hoa quả trong tay ăn xong, liếm liếm lòng bàn tay, ở trong ánh mắt của mọi người, đi về phía bàn đá. Nó đưa tay bắt lấy mép bàn đá. Thị vệ trung niên vừa định nói, không phải cái này, đột nhiên hai mắt trợn trừng, chỉ thấy bàn đá như là lông hồng không có sức nặng, bị tiểu nha đầu này một tay nhấc lên, dơ lên đỉnh đầu. Dơ lên đỉnh đầu. Một tay. Khung cảnh lập tức tỉnh mịch. Đại tẩu trợn to hai mắt, hơi há hốc mồm, cả người cứng ngắc, tựa như gặp phải chấn động không thể thừa nhận. Vương phu nhân động dung. Vương gia tiểu thiếu niên ngây dại. Phành. Hứa Linh âm mang bàn đá ném về chỗ ban đầu, khờ khờ nhìn về phía tỷ tỷ, có thể đánh nhau chưa? Đánh xong còn phải tiếp tục trở về ăn. Không. Không đánh nữa. Vương phu nhân cùng đại tẩu đồng thời thét chói tai ra tiếng. Lúc này, hứa linh nguyệt vẫn là bộ dáng tiểu nữ tử vô hại kia tự ti nói linh âm cái gì cũng không biết cũng chỉ có chút sức mạnh đại ca cũng cảm thấy tư chất của nó không được đại tẩu sững sờ nhìn nàng môi giật giật nói không ra lời cái này vương phu nhân cùng nhị tẩu cũng không lên tiếng nữa hứa tân niên ở phủ dùng xong bữa trưa sau khi cáo từ vương thủ phụ đi hậu viện ở cửa nội sảnh thấy hai muội muội chờ ở nơi đó tôi tớ trong phủ đi theo bưng một đống lớn một quà, đây là quà vương gia tặng. Hắn chưa vào nội sảnh, đứng ở nơi xa khẽ gật đầu, chờ bọn muội muội dẫn tôi tớ tới, ba huynh muội rời khỏi vương phủ. Vào xe ngựa, bánh xe lọc cọc, hứa tân niên nhìn thoáng qua muội tử, nói. Cảm giác như thế nào? Hứa Linh Nguyệt cười nói, cũng không tệ lắm, tư mộ tỷ tỷ giảng quy cũ. Giảng quy cũ. Hứa tân niên mờ mịt nhìn nàng một cái hứa linh nguyệt thản nhiên cười nàng vẫn có chút tiếc nuối nếu vương tư mộ xuống sân giao thủ sẽ càng thú vị hơn chút chờ hứa tân niên rời khỏi vương thủ phụ một mình uống một chén trà nhỏ liền đi nội sảnh không khí nơi này có chút ngưng trọng người vợ kết tóc vương phu nhân hai đứa con dâu cùng với con gái vương tư mộ trầm mặt ngồi con gái còn tốt người vợ kết tóc vương phu nhân vẻ mặt ngưng trọng hai đứa con dâu thì khó che giấu uể oải cùng mất mát Vương thủ phụ thản nhiên nói, không thoải mái. Hai cô con dâu không nói chuyện. Vương phu nhân do dự một phen, nói, lão gia, tôi chỉ là cảm thấy, hứa gia cùng chúng ta kết thân, cũng không tính là trèo cao. Đại tẩu liên tục gật đầu, đúng vậy đúng vậy. Nàng muốn đưa hạo nhi đi hứa phủ tập võ. Nhị tẩu cảm khái nói, tư mộ gả cho nhị lan, là môn đăng hộ đối. Về sau phải coi trọng hứa gia hơn một chút, nàng lặng lẽ thu hồi cảm giác về sự ưu việt của mình. Vương Tư Mộ bỗng nhiên nói, cha, đại tẩu đáp ứng hứa gia tiểu thư đến phủ đọc sách. Vương Thủ Phụ hỏi lại, có vấn đề gì? Loại việc nhỏ này, không cần thương lượng với hắn. Vương Tư Mộ lặng lẽ nói, chuyện đã đáp ứng, nếu đổi ý, bảo đại ca tự mình đi hứa phủ nói. Con không làm ác nhân. Vương Thủ Phụ khoát tay, việc nhỏ mà thôi. Lúc này vương thủ phụ còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của sự tình. Hắn càng kỳ quái hơn, vì sao nữ quyến trong nhà đột nhiên bộ dáng uể oải nếm mùi thất bại, ý chí chiến đấu mất hết. Quay về hứa phủ, hai tay hứa linh âm đặt ở hai bên phía sau thắt lưng, triển khai, cuối người xung phong, tìm sư phụ lệ na, chia sẻ với nàng món ăn ngon mình ở vương phủ ăn được. Hứa linh nguyệt đi sương phòng phía đông, hướng mẫu thân báo cáo. Thẩm thẩm nhìn thấy con gái trở về, đổ ập vào đầu hỏi, có bị bắt nạt hay không? Vương phủ có phải kinh người hay không? Có chịu tuổi thân và uất ức hay không? Hứa Linh Nguyệt lắc đầu, không có, Vương phu nhân cùng hai vị tẩu tẩu đều rất khách khí. Thẩm Thẩm không tin, chọc cái trán con gái một phát, con bé này, cho dù bị bắt nạt cũng sẽ cố nhẫn nhịn. Nói xong, gọi con gái đến bên cạnh bàn ngồi xuống, lời nói thấm thía. Mang tình huống Vương gia nói cho mẹ biết, mẹ phân tích cho con một chút, những chỗ nào chưa làm tốt những chỗ nào nên ứng đối như thế nào con đó nhớ kỹ về sau lập gia đình dùng điều mẹ dạy con đi đối phó mẹ chồng hứa linh nguyệt nhu thuận gật đầu vậy mẹ năm đó cũng là đối với tổ mẫu như vậy sao thẩm thẩm biểu môi con quên rồi trước khi mẹ gả cho cha con tổ mẫu con đã qua đời hứa linh nguyệt thở dài nói mẹ số mẹ thật tốt tương châu sài phủ độ nang kim cương cao tám thước mặc áo cà sa đỏ vàng giao nhau tới ngoài cửa giữa. Làm phiền thí chủ thông báo, bần tăng độ nang. Hòa thượng khôi ngô chấp hai tay. Độ nang kim cương lúc này đã thu liễm toàn bộ khí tức, trừ thân thể như tháp sắt, không khác gì người thường, vòng lửa sau đầu cũng đã thu liễm. Người gác cổng hoảng sợ nhìn gã to con này, trung giọng nói, đại, đại sư chờ chút. Tịnh tâm và tịnh duyên nhận được tin tức, mang theo các tăng nhân đến nghênh đón. Độ nang kim cương nhìn thấy đồ đệ yêu tịnh duyên, liếc một cái liền hiểu rõ tình hình bị thương của hắn. Đau ý ở trong cơ thể sinh sôi không thôi, khó có thể mài mòn. Đây là hắn đã thương. Sau khi xài hạnh nhi âm thầm phái tiết lộ tin tức, tịnh tâm lập tức lấy bí pháp thông báo độ nang kim cương, độ nang đã biết hứa thất an đang ở Tương Châu. Tịnh duyên sắc mặt tái nhợt, khẽ gật đầu, hổ thẹn nói, đệ tử vô năng, chưa thể lưu lại Phật tử. Đỗ nang kim cương thản nhiên nói đi vào nói sau các tăng nhân vào sài phủ vào ngồi trong đại sảnh tịnh tâm mang tình huống xảy ra ở tương châu một năm một mười nói cho Đỗ nang kim cương sài hạnh nhi kia nghe nói là thám tử thiên cơ cung đã thông báo cho thượng cấp phật tử chưa giết chúng ta là sợ thám tử đến sau khi phát hiện sự tình bại lộ chém giết một trận tịnh tâm làm tổng kết cuối cùng đáng tiếc độ nang kim cương tiếc núi nói ta sớm tới một bước, liền có thể bắt Phật tử, hoàn thành dặn dò của già la thụ Bồ Tát. Hắn đứng dậy rời chỗ ngồi, đi đến bên cạnh tịnh duyên, bàn tay đè lại vai phải tịnh duyên, khí cơ màu vàng nhạt cù vào trong cơ thể đồ đệ yêu, chấn vỡ đau ý còn sót lại trong tạng phủ, kinh mạch. Làn da các nơi của thân thể tịnh duyên chợt nứt nẻ, máu tươi chảy ròng ròng. Hắn thét lớn một tiếng, sắc mặt trắng bệch, giọt mồ hôi to như hạt đậu lăn xuống. Đau ý thật bá đạo độ nang kim cương bình luận một câu tiếp đó lắc đầu không đúng ý này lúc hủy diệt lại lần nữa bùng nổ thà làm ngọc vỡ tứ phẩm đao ý của phật tử sắc mặt tịnh duyên dần chuyển sang hồng nhuận tựa như người bệnh nặng mới khỏi thấy sư phụ vẻ mặt ngưng trọng hỏi ý này như thế nào tam phẩm kim cương không có ý bác phẩm võ tăng trực tiếp thăng cấp tam phẩm thực tế quá trình tu hành đi là con đường võ phu nhưng ở sau ngũ phẩm hóa kình võ tăng có thể nhảy qua tứ phẩm, tìm hiểu kim cương thần công đại thành, trực tiếp tấn thăng tam phẩm. Đổi lại mà nói, thật ra phòng ngự vô địch của kim cương thần công, đó là ý. Ý này đã không phải bá đạo cương liệt để hình dung, người cùng cảnh giới giao thủ với hắn, nhất định phải làm tốt chuẩn bị ngọc đá cùng vỡ. Độ nang kim cương nói. Vì sao? Tịnh duyên nhíu mày. Bởi vì ý hắn của này, thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành đỗ nang kim cương chậm rãi nói tịnh duyên cùng tịnh tâm liếc nhau lần nữa ý thức được hứa thất an đáng sợ phật tử là người số một cùng thế hệ hoàn toàn xứng đáng đỗ nang sư thúc ngài lần này cùng đỗ tình la hán đỗ phạm sư thúc đi làm chuyện gì tịnh tâm hỏi đỗ nang kim cương trầm giọng nói vốn muốn đi thành tiềm long một chuyến trên đường thu được truyền thư của ngươi ta liền rẽ về thành tiềm long tịnh tâm liếc tịnh duyên một cái phát hiện trong mắt đối phương có nghi hoặc tương tự, liền hỏi, cái gì có thể so với thu thập long khí, bắt Phật tử càng quan trọng hơn. Độ nang kim cương không nói. Tịnh tâm không hỏi nhiều nữa, thử nói, vậy chúng ta kế tiếp, là trực tiếp đi ung châu, hay là ở đây chờ thêm mấy ngày. Độ nang trầm ngâm một lát, sáng mai xuất phát. Đến đêm, độ nang kim cương ở trong phòng ngoại viện Sài phủ ngồi thiền thổ nạp, cửa phòng đột nhiên, bốt bốt, hai tiếng, có người ở bên ngoài gõ cửa độ nang kim cương chậm rãi nói tiến vào cửa phòng đẩy ra một người khoác áo choàng đi đến xem thân hình là nam tử ra mắt độ nang kim cương người áo choàng giọng trầm thấp giàu có từ tính ngươi là thám tử thiên cơ cung độ nang kim cương duy trì tư thái ngồi thiền thậm chí ngay cả mắt cũng chưa mở đúng vậy người áo choàng trả lời thiên cơ cung là của vị nhị phẩm thuật sĩ kia Độ nang kim cương hỏi. Đúng. Người áo choàng không giấu giếm, cung kính nói, cung chủ khi hạ đặt nhiệm vụ tìm ký chủ long khí, từng nói Phật môn là bằng hữu có thể hợp tác, bởi vậy ta đến đây. Cung chủ liệu sự như thần, chưa bao giờ sai lầm. Thấy độ nang kim cương ngồi thiền không nói, hắn tiếp tục nói. Thôi, long khí đã bị Phật môn lấy được, thiên cơ cung không có gì để nói. Chỉ là, ta đã tra xét ở sài phủ, chưa thấy sài hạnh nhi. Cô ấy là người của thiên cơ cung ta, mong Phật môn dơ cao đánh khẽ, mang người trả lại cho thiên cơ cung. Độ nang kim cương mở mắt ra, trầm giọng lắc đầu, xài hạnh nhi không ở trong tay Phật môn. Người áo choàng trầm mặt một chút, cười nói, xem ra tương châu đã xảy ra chút bất ngờ, xin kim cương nói cho biết. Trong phòng, ánh nến như hạt đậu, vần sáng màu vỏ quất chiếu không ra xa ngoài 5 mét. Người nọ đến rồi. Một câu của độ nang kim cương, khiến hơi thở dưới áo choàng trở nên ồ ồ tiếp theo độ nang kim cương mang từ đầu đến cuối chỗ tịnh tâm nghe được nói cho người áo choàng người áo choàng tập trung tinh thần không sót một chữ nghe xong tự hỏi hồi lâu nói cung chủ từng nói người nọ sớm hay muộn sẽ vào giang hồ sưu tập long khí hắn ở kinh thành chưa thể thu hồi long mạch giang hồ là một cơ hội mới cung chủ đánh vỡ long mạch trừ phá hủy căn cơ đại phụng một tầng mục đích khác đó là vì cái này một khi hắn chưa thể thu hồi long khí trong cơ thể người nọ vậy đổi chiến trường ở giang hồ săn giết hắn cung chủ liệu sự như thần thận trọng sớm mang tất cả nắm giữ ở trong tay đại sư chúng ta không ngại hợp tác độ nang kim cương đánh giá hắn ngươi một tên mật thám sao biết nhiều như vậy người áo choàng cười cười chưa trả lời độ nang kim cương nói ngươi muốn hợp tác như thế nào hắn có phương pháp ẩn nấp khí tức thủ đoạn dịch dung cao siêu, muốn tìm được hắn cũng khó, huống chi bắt hắn. Người áo choàng im lặng vài giây, cười lên. Có đôi khi bắt giữ con mồi, không phải nhất định cần đuổi bắt, thợ săn ưu tú, biết chế tạo cạm bẫy. Đối phó hắn, có hai loại biện pháp hữu hiệu, một, lợi dụng ký chủ long khí dẫn hắn ra. Cái này chỉ có thể dùng một lần, lấy trí tuệ của hắn, lần thứ hai liền khó khăn. Hai, ở địa khu hắn có thể lui tới, gian dâm bắt người cướp của, chuyện xấu làm hết, phàm là hắn biết, thì nhất định sẽ tới. Kế này có thể sử dụng nhiều lần. Thiên cơ cung xuất hiện ký chủ long khí. Độ nan kim cương trực tiếp bỏ qua điều thứ hai. Phật môn kim cương không kiên kỵ sát sinh, nhưng chỉ giết người đáng chết, kẻ địch, kẻ ác, kẻ đáng ghét vân vân, Làm sát kẻ vô tội sẽ làm bản thân tâm ma quấn thân. Người áo choàng gật gật đầu, nói. Theo tin tức tin cậy ta đạt được, đại hội võ lâm ung châu sắp khai mạc quần hùng hội tụ hắn tuyệt đối sẽ đi tham gia sưu tầm ký chủ long khí nấp ở trong đám người chúng ta chỉ cần khống chế vài tên ký chủ long khí an bài bọn họ hoạt động ở thành ung châu nghiêm mật theo dõi động tỉnh chung quanh ký chủ một khi người nọ hiện thân lập tức thu lưới bắt ba ba trong rọ hộ pháp kim cương chậm rãi gật đầu hắn đã giải thoát bộ phận phong ấn trong xung đột đêm qua nhiếp hồn kính không thể dao động nguyên thần của hắn nếu đoán không sai, phong ma đinh huyệt bách hội đã cởi bỏ. Người áo tròn trầm ngâm nói, như vậy, dự cảm đối với nguy cơ của tam phẩm võ giả sẽ làm độ khó mai phục tăng lên thẳng tắp. Việc này còn phải bàn bạc kỹ hơn, vì bảo đảm không có sai lầm, ta lập tức truyền thư cung chủ, hỏi ý kiến hắn. Một ngày này, đoàn đội năm người trải qua một ngày một đêm kịch liệt chạy đi, đã đến thành Ung Châu. Hứa thất an bỏ qua bộ dáng anh Tuấn Tiêu sái kiếp trước, thay đổi một bộ dáng rất bình thường lý linh tố cũng như thế về phần hàng âm cùng mộ nam chi người trước quấn áo choàng người sau đội nón ngay cả con ngựa cái nhỏ cũng làm ngụy trang nhất định hứa thất an mang chân nó dùng nhuộm thành màu trắng mang bộ lông nhuộm thành màu đen vì thế con ngựa cái nhỏ liền từ một con hoàng long phiếu biến thành đạp tuyết ô truy hứa thất an cũng ý thức được con ngựa cái nhỏ vẫn quá bắt mắt cũng là sơ hở duy nhất trong đoàn đội dù sao con ngựa có thể dịch dung, ngựa rất khó dịch dung, tuy ở trong mắt đại bộ phận mọi người, ngựa bề ngoài đều giống nhau. Vào thành Ung Châu, Hứa Thất An ngựa quen đường cũ tới một trong các khách sạn tốt nhất Ung Châu thành, Bất Túy Cư. Nhưng bị nói cho khách đầy, không còn bao nhiêu phòng dư. Lại tìm mấy khách sạn, vẫn không có phòng khách. Lý Linh Tố hắc một tiếng, Ung Châu đang tổ chức đại hội võ lâm, khách sạn trong thành, tốt hay kém, đều ở đây rồi. Kỳ quái, ngươi nói Ung Châu loại địa phương ngay cả tứ phẩm cũng không có này, tổ chức đại hội võ lâm cái gì? Ung Châu là có tứ phẩm, nhưng đều có chức quan trong người, là người trong triều đình. Trên giang hồ không có cao thủ tứ phẩm. Lôi chính của Long Thần Bảo, công tôn hướng dương của Công Tôn gia đều là ngũ phẩm hóa kình, cách tứ phẩm chỉ thiếu một bước vào cửa, lại như thế nào cũng không bước qua bậc này. Mộ Nam chi ngồi trên lưng ngựa, vòng eo theo sóc nảy nhẹ nhàng lay động. Nghe vậy, hừ nhẹ một tiếng, có người đầu óc lại rút sợi gân nào rồi. Lý Linh Tố cười nói, từ phu nhân lời ấy ý gì? Đại khái là ba chữ, từ phu nhân, thật sự êm tai, mộ nam chi liếc hứa thất an một cái, nói, chính là kẻ này đề nghị. Trong đầu Lý Linh Tố hiện lên dấu chấm hỏi, đại hội võ lâm ung châu là từ khiêm tổ chức. Hắn sao từ trước tới nay chưa từng nói, không đúng, hắn tổ chức đại hội võ lâm này có dụng ý gì? Thánh tử nhìn thoáng qua từ kim thấy hắn không có ý đồ giải thích, liền biết điều nhịn xuống tò mò, không hỏi nhiều. Cũng may thành ung châu lớn, số lượng khách sạn rất nhiều, tìm đi tìm lại, cuối cùng tìm được một khách sạn coi như chấp nhận được, hơn nữa có phòng trống. Sau khi mang theo Lý Linh Tố cùng mộ Nam Chi vào ở, hứa thất an theo thường lệ ngồi ở bên bàn học, tự hỏi kế hoạch kế tiếp. Đại hội Võ Lâm Ung Châu với ta mà nói là con đường nhanh chóng thu thập long khí, nhưng với Phật Môn, vu thần giáo hứa bình phong mà nói cũng như thế bọn họ chắc chắn sẽ nghe tin mà đến điểm ấy đã từ trong miệng bọn tịnh tâm chứng thật phật môn trạm tiếp theo chính là nơi này suy luận ngược hướng phật môn và hứa bình phong bọn họ khẳng định cũng có thể nghĩ đến ta sẽ không bỏ lỡ cơ hội này đổi vị trí tự hỏi nếu ta là bọn họ ta sẽ làm như thế nào a à, tất nhiên là bắt lấy cơ hội này thu thập long khí cùng với đối phó ta nhưng ta có năng lực di tinh hoán đấu của thiên cổ, che giấu khí tức, vọng khí thuật đối với ta cũng vô dụng. Bọn họ sẽ tìm ta như thế nào đây? Hứa thất an dây dây mi tâm, bỗng có ý tưởng, công tôn gia cùng Long thần bảo là địa đầu xà, để bọn họ làm cơ sở ngầm của ta, tìm hiểu tin tức. Nghĩ đến đây, hắn đứng dậy rời khỏi phòng, gõ vang cửa phòng của Lý Linh Tố. Tiền bối. Lý Linh Tố mở cửa, nghiêng người mời hắn đi vào, sau đó tới bên cạnh bàn, vừa rót nước, vừa nói: "Ta đang thử trùng kích phong ấn, dung tỷ là tứ phẩm đỉnh phong, ta lúc trước vừa bước vào tứ phẩm, thực lực kém nàng quá nhiều. Trong thời gian ngắn không thể đột phá phong ấn. Nếu có thể có một vị cao thủ đạo môn giúp ta thì tốt rồi. Chúng ta khi nào đi kinh thành một chuyến? Sư muội ta bây giờ là tứ phẩm, muội ấy có thể phá giải phong ấn cho ta. Sư muội ngươi bản thân khó bảo toàn." vẫn là để sư phụ ngươi đến phá giải phong ấn cho ngươi đi hứa thất an chưa uống trà dứt khoát lưu loát nói theo ta ra ngoài một chuyến đi đâu lý linh tố theo bản năng truy hỏi đi là biết lý linh tố gồm một tiếng xoay người đi ra ngoài phòng lại thấy từ khiêm chưa đi theo hoang mang nói tiền bối lúc này ngoài cửa sổ mở rộng một con chim sẽ bay vào vỗ cánh đáp ở trên vai lý linh tố miệng nói tiếng người, đi. Ở chung lâu như vậy, Lý Linh Tố đã thích ứng phong cách cao nhân không thích giải thích của từ kim, không hỏi nhiều, ở dưới sự chỉ đạo của chim sẻ an rời khỏi thành ung châu. Hai khắc đồng hồ sau, chạy tới công tôn Sơn Trang cách 18 dặm. Công tôn Sơn Trang xây ở giữa núi xanh, lúc mùa xuân, cảnh sắc tú lệ. Khi mùa đông khắc nghiệt, cũng có một phen phong vị khác. Xuyên qua cổng chào cao lớn chân núi, leo lên từng bậc, dừng lại ở ngoài cửa lớn sơn trang lý linh tố hướng người gác cổng chắp tay nói làm phiền thông truyền cứ nói từ kim tới chơi người gác cổng lập tức đi thông truyền nửa khắc đồng hồ sau công tôn hướng dương bụng phệ một bộ dáng trung niên phát phì dẫn công tôn tú được coi là người thừa kế bước chân vội vàng chạy đến khoảnh khắc nhìn thấy lý linh tố hai cha con nhíu nhíu mày công tôn hướng dương chắp tay nói từ tiền bối Mắt thấy Công Tôn gia địa đầu xà rất cung kính đối với Từ Kim, Lý Linh Tố đã tin vài phần đối với lời của Mộ Nam Chi. Lý Linh Tố dựa theo Từ Kim chỉ thị, từng một tiếng, không nói quá nhiều. Nhưng, lão cha Nam Thánh Tử nhìn thấy Công Tôn Tú, có chút kinh diễm, là cô nương không tồi. Đương nhiên, cái này giới hạn ở thưởng thức mỹ nhân, Thánh Tử bây giờ thực sự không có tinh lực triển khai đoạn tình duyên tiếp theo, tìm hiểu thái thượng vong tình. Ở dưới sự dẫn dắt của công tôn hướng dương, hắn vào sơn trang, vào ngồi trong nội sảnh đốt thang. Không biết tiền bối tới chơi, chiêu đãi không chu toàn, còn xin bao dung. Công tôn hướng dương khách sáo một trận, tiếp theo cắt vào đề tài chính. Đại hội Võ Lâm đang dựa theo ý tứ tiền bối cử hành, lần này ung châu quần hùng tụ tập, không những ung châu, ngay cả thanh châu, chương châu các châu lân cận này, cũng có nhân sĩ Võ Lâm tới vô giúp vui. Tốt lắm, lý linh tố gật đầu địa điểm tỉ thí ở nơi nào ở thành ung châu sân đấu tây nam nơi đó vốn là doanh trại phòng thành quân đóng quân có diễn võ trường sân bãi đủ rộng rãi bây giờ phòng thành quân đã thay đổi doanh địa ta liền mang nơi đó tạm thời thuê loại tụ hội quy mô lớn này không phải có một lôi đài là đủ sân bãi phi thường quan trọng doanh trại rời xa khu cư dân lại có diễn võ trường đủ rộng rãi mới có thể đảm đương sân bãi của đại hội võ lâm. Lý Linh Tố hỏi: "Thay ta làm một chuyện, phái người theo dõi thành Ung Châu, một khi phát hiện tung tích tăng nhân Phật môn, lập tức hướng ta báo cáo." Công Tôn Hướng Dương nói: "Vâng." Lúc này, Công Tôn Hướng Dương nghe thấy con chim sẻ nhỏ trên vai Từ Kim, miệng nói tiếng người, cười nói: "Xem ra Công Tôn gia chủ gần đây sống thái bình, từ mổ không quấy rầy nữa, cáo từ." Chim sẻ dứt lời, vỗ cánh bay ra khỏi nội sảnh, biến mất ở chân trời. Công tôn hướng dương sửng sốt một lúc lâu, nghĩ lại giật mình nhìn về phía Lý Linh Tố, vừa rồi. Lý Linh Tố gật đầu, vừa rồi, mới là từ tiền bối. Hứa thất an làm như vậy, chủ yếu là một chiêu cẩn thận, bởi vì đổi vị trí tự hỏi, Phật môn, hoặc là nanh vuốt của hứa bình phong, tới ung châu, rất có thể cũng sẽ tìm địa đầu xa địa phương, bảo bọn họ ở trong thành tìm kiếm một người tên là Từ Khiêm. Hoặc là, một đoàn đội nhỏ có được ngựa chiến. Biển rộng tìm kim cũng là một loại biện pháp tìm người. Bây giờ xem ra, công tôn gia tạm thời an toàn. Từ kim tiền bối biến thành một con chim. Không, khống chế một con chim, thật sự là thủ đoạn quỷ quyệt khó lường. Trong lòng công tôn tú vô cùng rung động. Công tôn hướng dương khẽ nhíu mày, mỉm cười nhìn Lý Linh Tố, vậy chắc hạ là. Lý Linh Tố gật đầu, ta là tri kỷ bạn tốt, cũng là vãn bối của từ tiền bối hắn tự giới thiệu đơn giản lại nói chuyến này còn có một mục đích chúng ta ở thành ung châu chưa thể tìm được khách sạn tốt không biết công tôn gia chủ có chỗ ở để đó không dùng hay không tốt nhất đừng ở công tôn sơn trang sau khi được công tôn hướng dương khẳng định lý linh tố rốt cuộc không kiềm chế được lòng hiếu kỳ nói công tôn gia chủ là như thế nào quen biết từ tiền bối cái này công tôn hướng dương cười khổ nói tiền bối từng dặn chúng ta không thể để lộ bí mật lý linh tố không cam lòng hỏi vậy công tôn gia chủ biết lai lịch cùng thân phận từ tiền bối hay không ta cùng hắn quen biết ở trên đường du lịch đặc biệt tò mò đối với thân phận tiền bối hắn cho rằng nói dối không bằng nói thật biểu đạt sự tò mò của mình công tôn tú tiếp lời chúng ta biết không nhiều hơn huynh đài cũng tò mò thân phận từ tiền bối dừng một chút nàng do dự nói có câu thơ không biết huynh đài có từng nghe hay không thơ lý linh tố hỏi lại công tôn tú giải thích ta từng hỏi thân phận từ tiền bối hắn chưa nói thẳng nhưng để lại một bài thơ thơ gì lý linh tố chợt thẳng lưng lên truy hỏi đắc đạo niên lai bác bách thu bất tằng phi kiếm thủ nhân đầu ngọc hoàng vị hữu thiên phù chí thả hóa ô kim hỗn thế lưu công tôn tú chậm rãi đọc thời gian cách nhiều ngày lại niệm tụng thơ này, vẫn có loại rung động khó nén, khiến người ta cảm xúc mênh mông. Đắc đáo niên lai bác bách thu, đắc đáo niên lai bác bách thu, lý linh tố lẩm bẩm. Một hồi lâu, hắn dây dây mi tâm, âm thầm nghe rằng, thân phận từ khiêm lão già thối này, so với ta tưởng tượng càng đáng sợ hơn. Mọi người trong phòng chưa từng lưu ý, chim sẻ sau khi ở bên ngoài bay một vòng, lại lộn trở lại công tôn sơn trang, lẳng lặng đứng ở trên mái hiên, như là một lính gác trầm mặt nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha